Và xin chào các bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay lại tiếp tục một cái video giới thiệu về đèn trợ sáng. Ở đây mình đang có một cái đèn gọi đèn L4X. Cái sản phẩm này thì cũng thấy khá là nhiều khách hàng hỏi. Đợt trước thì mình làm một cái video giới thiệu về cái đèn L4 thường thôi. Cũng là 4 phách thường. Có 3 loại đấy, thì loại 1, loại 2, loại 3. Và sau khi bán cái mặt hàng đấy thì cũng khá là nhiều khách hàng đã ủng hộ bên mình. Và cũng có một số khách thì cũng có hỏi là có đèn L4X không, thì đây mình đã nhập cái đèn này về và sẽ hôm nay sẽ làm video mở hộp, bóc hộp này cho các bạn xem cái sản phẩm và cũng test luôn cái độ sáng của nó. Thì cái video này thì mình sẽ chia làm hai phần. Phần đầu tiên mình sẽ giới thiệu cái này, và phần thứ hai là sẽ là cái test độ sáng của nó ban đêm. Và trước khi mình vào cái phần giới thiệu thì mình cũng xin nhắc lại một lần nữa là cái sản phẩm này của mình bán ở trên trang thương mại điện tử Shopee. Thì các bạn có thể ấn vào cái đường link ở phía dưới cái phần nhận xét hoặc là phần giới thiệu về cái sản phẩm này này. Các bạn ấn thêm một lần nữa vào cái tiêu đề video ấy thì nó sẽ hiện ra cái khung đấy. Khi các bạn xem trên điện thoại hoặc trên máy tính thì nó đã hiện ra hoàn toàn hết rồi. Ấn vào đấy đặt hàng thì các bạn đặt hàng vào đấy sẽ được miễn phí 40.000 tiền ship. Và nó ship nhanh hơn bưu điện khoảng 1 đến 2 ngày, có khi là ship nhanh hơn gấp đôi luôn. Và đấy là một số tỉnh ở gần. Và hiện tại bây giờ thì gần Tết rồi, ở bưu điện thì cái mặt hàng, cái đơn hàng họ rất là nhiều. Cái thời gian ship rất là chậm nên là mình không muốn gửi bưu điện nữa. Các bạn đặt hàng qua trang web giúp mình thì nó vừa tiện, mình không phải đi gửi, có bên giao hàng họ đến lấy. Và thứ hai nữa là các bạn được vừa miễn phí ship 40.000 và được thời gian giao hàng sẽ nhanh hơn. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp cái sản phẩm này ra. Cái vỏ hộp này thì mình thấy là tất cả cái dòng L4 thì nó hình như nó dùng chung cái hộp nên là cũng không có cái gì đặc biệt lắm. Cái thông số này nó ghi là rất là chung chung thôi, nhưng mà đa số là cái dòng L4 này thì nó dùng được điện từ 9 đến 48V này, khi 80V luôn, và cái số watt nó thì cũng như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp ra. Đó, bên trong thì nó chỉ có đèn và một cái đèn này và một cái chân bắt thôi. Và cái hộp thì cũng chẳng có cái gì, chẳng có xốp độn gì cả. Nó chỉ như này thôi. Rất là chung chung của tất cả các dòng L4 rồi. Đây thì các bạn có thể nhìn thấy cái chân của nó đây. Rất là đơn giản, có một cái chân sắt và hai con ốc. Và đây là cái đèn, đèn vẫn nguyên giấy bóng luôn. Trong này thì có tem rồi, tem này chắc là nhà phân phối họ dán vào. Và cái túi bóng này cũng chính là do họ bọc vào luôn. Đó, giờ mình sẽ xé cái túi bóng này ra. Bóc tem luôn. Đây chính là cái sản phẩm của chúng ta đây. L4X. Cầm rất là nặng tay. Vỏ ngoài làm hoàn toàn bằng kim loại hết. Và mình cầm cái này thì mình cảm thấy rằng nó đầm tay hơn so với cái dòng L4 thường. Bởi vì mình cảm nhận rằng cái chất cái vỏ nó làm khá là dày. Cầm khá nặng tay. Đây. Ở trên này thì cái đèn này có ghi chữ hot, có nghĩa là biểu tượng có một cái nhiệt độ nó sẽ rất là nóng ấy. Thường thì những cái đèn có công suất, có cái ánh sáng cao ấy, thì khi mình sử dụng một thời gian dài thì nó sẽ sinh nhiệt. Và cái nhiệt này nếu như khi chúng ta bật đèn mà ngồi đứng yên một chỗ ấy, thì cái đèn nó sẽ rất là nóng. Đèn trợ sáng này chỉ khi nào các bạn đi trên đường thì các bạn bật lên thì nó sẽ tản nhiệt cho cái đèn và cái đèn nó sẽ hoạt động, tuổi thọ sẽ cao hơn. Ở bên xung quanh này thì đèn nó sẽ có những cái gân, có những cái rãnh như này. Cái rãnh này thì nó có mục đích của nó là dùng để tản nhiệt, nó giúp cho cái đèn này tản nhiệt tốt hơn. Khi chúng ta lưu thông thì gió sẽ luồn vào những cái khe này sẽ làm giúp cái đèn nó mát hơn. Ở phần đít cái đèn này thì nó tháo ra hình như được 3 khúc này. Khúc đầu này,
khúc giữa này và cái phần đít này. Khúc đầu này chúng ta vặn này ra. Ở đây mình không vặn, đảm bảo cho cái đèn này nó còn nguyên zin để khi các bạn mua thì mình cứ thế mình gửi đi thôi. Và phần đuôi đây thì được cố định bằng 5 con ốc lục giác. Và ở phần đuôi của nó đây có một cái gioăng cao su. Gioăng cao su này thì nó khá là mút vào những cái vỏ nó. Gioăng này có thể giúp cho cái đèn này chịu nước này. Cái đèn này thì mình cũng chưa test ngâm nước hay như nào cả. Cho mình nghĩ rằng đối với cái sản phẩm này thì ngâm nước một thời gian ngắn thì có khả năng là chịu được. Bởi vì nó làm khá là chắc chắn. Dây rất là to này. Gioăng cao su thì rất là khít. Mặt trước thì có một lớp kính, kính này khá là dày này, mình gõ cảm thấy rất là chắc. Mình sẽ không giới thiệu về cái chip nét bởi vì mình cũng chưa tháo cái đèn này ra. Nên là cũng không không thể đánh giá được cái chip nét của nó. Và đây là cái dây điện của nó này. Dây khá là to. Cái máy nó không lấy nét này. Máy quay mình không lấy nét. Đèn nét khá chậm vào buổi tối này. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái phần rắc cắm này. Các bạn nhìn thấy ở trên cái đèn này có một cái phần rắc cắm. Rắc cắm này thì rất là tiện cho các bạn khi các bạn gắn lên xe. Và chẳng hạn như các bạn đi đến một bãi để xe nào đấy, còn sợ tình trạng mất cắp thì các bạn có thể tháo đèn ra và các bạn đút được cốp. Cái rắc này sẽ giúp các bạn thực hiện cái việc đó. Rồi các bạn đặt ngón tay ở đây, gảy lên và dùng lực rút nó ra. Đó. Ở trong này thì nó có hai chân. Cái máy quay của mình buổi tối nó lấy nét rất là chậm. Đó. Nó có hai chân. Đút vừa khít nhau và cái này này, cái phần đầu đực này, cái này là đầu đực nhá, đầu cái này. Cái đầu đực này. Các bạn nhìn thấy nó có cái gioăng cao su. Cái gioăng này cao su này có cái tác dụng là nó sẽ ngăn nước, nó không 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 cho nước vào đây. Để dẫn đến tình trạng là bị chập. Khi hai cái cực này chạm vào nhau thì âm dương chạm vào nhau sẽ bị chập. Và làm rất là khít. Các bạn nhìn này, mình ấn vào nhé. Mình sẽ gạt cái này lên cho nó. Đó, các bạn nhìn chưa? Nó vào cực khít luôn. Cái gioăng cao su này nó chống nước tuyệt đối vào cho cái chỗ cắm này. Và đây được bọc dây co này, co chịu nhiệt này. Đó, bạn nhìn nõi dây rất là to. Đây bây giờ mình đã nhìn thấy máy mình đã lấy nét rồi này. Đây thông số này, 2 nhân 0,75. Cái dây này chịu được 300 đến 500 V. Rất là tốt. Đấy, như vừa rồi mình đã giới thiệu sơ qua về cái sản phẩm. Cái giá của cái sản phẩm này đang là 470.000. Mình có tặng kèm theo các bạn một cái chân bắt và chân gương nhé. Đây, khi các bạn mua hàng thì mình sẽ tặng cho các bạn một cái pad gắn chân gương như thế này. Đây các bạn này. Ví dụ như các bạn gắn cái này vào chân gương này. Và cái đèn L4 này thì các bạn gắn như thế này. Đó. Khá là đơn giản thôi. Thì các về các bạn sẽ tự gắn được. Và cái giá sản phẩm là tổng là 470.000 tặng kèm một cái pad gắn chân gương như thế này. Đó. Và 470.000 này thì chưa bao gồm giá vận chuyển các bạn nhé. Thì khi các bạn đặt hàng qua trang web ấy, thì được miễn phí 40.000. Có nghĩa là ví dụ các bạn ở miền Bắc thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ chỉ mất tầm từ 0 cho đến 10.000 tiền ship nữa thôi. Còn bạn trong miền Nam sẽ mất tầm khoảng từ 10 cho đến 20.000 tiền ship. Nó rất là rẻ rồi và ship nhanh đi nhá. Trung bình thì nếu như các bạn sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện ấy, thì từ Bắc vào Nam sẽ mất tầm khoảng 60 đến 70 nghìn một cái bóng như này. Nhưng là hàng qua trang web thì chỉ mất từ 10 đến 20 nghìn thôi. Các bạn tiết kiệm đi được khá là nhiều tiền và thời gian rồi.
Bây giờ mình sẽ thử luôn cái ánh sáng của nó ở đây. Và một chút nữa mình sẽ ra ngoài ngõ cho mình thử cho các bạn xem. Ở đây mình có một cái bình ắc quy đây. Mình sẽ kẹp dây vào đây. Đấy, các bạn thấy cái ánh sáng nó chưa? Nhắc lên cái đèn mình nó bị lóa luôn. Ghê thật. Khi mình dọn sang đây thì cái máy nó sẽ tự động điều chỉnh cái ánh sáng, nó sẽ giảm ánh sáng đi để cho cái màn hình nó, cái máy quay nó sẽ có cái chế độ đấy. Mình test ở đây thì nó cũng không được rõ ràng lắm nên là chút nữa mình sẽ ra ngoài ngõ mình làm cho nó chi tiết hơn. Ở đây thì mắt mình nhìn thì nó rất là chói thôi, khi mình phản vào cái tấm trắng này rất là chói, nhưng cái máy quay của mình thì nó sẽ tự điều chỉnh ánh sáng. Đây này, khi mình dọi vào tay này cảm giác rất là ấm tay, ánh sáng nó rất là ấm tay, cái đèn bắt đầu có một chút nhiệt hơi ấm rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ngắt điện và mình đi ra ngoài ngõ, mình sẽ test cho các bạn xem cái ánh sáng ngoài ngõ. Cái sản phẩm của mình ấy thì bên mình giới thiệu như nào sẽ bán như vậy. Không mà có cái tình trạng cháo hàng đổi, các bạn đặt loại 1 thì mình gửi cho loại 2, loại 3. Không mà có cái trường hợp đấy. Các bạn đặt hàng qua trang web thì sẽ rất là công minh khi đặt hàng qua trang web. Các bạn vào đấy xem những cái đánh giá của khách hàng trước họ mua. Có thể các bạn chưa tin tưởng về bên mình bán. Nhưng bên mình thì bán khá là nhiều đèn trợ sáng. Như ý là bên mình bán đa số là đèn trợ sáng giá rẻ thôi. Không 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 có hàng xịn đâu. Quảng cáo như nào thì bán như vậy. Và các bạn cứ việc vào ấn vào cái đường link và thẳng cái sản phẩm này và nhìn xuống cái đường, nhìn xuống cái phần nhận xét đánh giá của khách hàng trước. Nếu như chưa có ai đánh giá thì cái đấy thì các bạn có thể sẽ chưa tham khảo được. Nhưng mà khi có người đánh giá rồi thì các bạn sẽ biết được cái chất lượng của cái sản phẩm này. Ví dụ họ đánh giá 5 sao và họ đánh giá rằng cái sản phẩm ánh sáng rất là tốt thì các bạn cứ dựa vào đó yên tâm mua hàng. Còn họ đánh giá 1 sao thì chắc chắn là các bạn nhìn vào sẽ rất là chán và không không có cái cảm hứng để mua hàng nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đường mình test ánh sáng cho các bạn xem. Vâng, hiện tại bây giờ mình đang ở ngoài đường. Cái chỗ này của mình thì nó không phải là cái đường tối như những các video trước mình làm, mà hiện tại đây cái đường này thì là đang là cái đường đường nhựa, hiện tại giờ cũng ít người qua lại bởi vì trời nó cũng khuya rồi và thời tiết ngoài đang rất là lạnh. Miền Bắc hiện tại bây giờ rất là lạnh. Mình đang ra ngoài đường để làm cái video cho các bạn xem ánh sáng của nó, và bây giờ mình sẽ đấu điện vào để cho các bạn xem ánh sáng thực tế. Bây giờ mình tại cửa hàng của mình đang cách cái cây đề phía kia là gần 50 mét, là mình sẽ soi cái đèn này ra đấy để cho các bạn xem. Nếu mà mắt thường thì có thể nhìn thấy nhưng mà qua máy quay thì có lẽ sẽ rất là khó có thể nhìn thấy được bởi vì trời nó đang có hơi nước khá là nhiều. Nên bây giờ mình sẽ đấu điện vào. Đèn này thì chỉ có một chế độ thôi. Ở đây mình sẽ dọi, cố gắng dọi cho các bạn nhìn thấy cái cây đề. Kiểu các bạn nhìn thấy cái ngọn cây cao nhất chưa? Ngọn cây cao nhất đấy chính là cái cây đề đấy, nó cách giờ, hiện tại cách chỗ cửa hàng mình khoảng 50 mét. Mà cái đèn này rất là sáng, đã soi rõ, rất là rõ, mắt thường nhìn rất là rõ, cái gì cả gốc cây luôn. Đây các bạn nhìn này, mình dọi vào những bức tường ở nhà dân này. Đây mình sẽ dọn lên trời cho các bạn xem. Loại gốc cây này. Đây hoàn toàn là ánh sáng thực tế của cái đèn N4X nhá. Đây. Các bạn nhìn thấy cái kiểu dáng đó chưa? Không phải lấy cái đèn khác mình thử cho các bạn xem đâu nhá. Rồi bây giờ mình sẽ ngửa cái đèn này lên trời cho các bạn xem. Rồi như vừa nãy mình đã quay xong cái video ở ngoài trời. Thì cái ngoài thời tiết của trời nó cũng khá là lạnh thì mình cũng quay thời gian ngắn thôi. Nên là cái ánh sáng này nó cũng đã thực tế cho các bạn xem rồi.
Thời tiết thì nó cũng có hơi nhiều hơi nước nên là cái ánh sáng nó cũng sẽ bị hạn chế hơn. Các bạn nhìn thì qua cái máy quay thì nó cũng thấy nó, ánh sáng nó cũng bị cản bởi hơi nước đấy. Thì tất cả những cái gì mình giới thiệu thì đều là sản phẩm thật, và mình giới thiệu như là mình sẽ bán như vậy. Thì các bạn muốn mua hàng thì ấn vào đường link phía dưới đặt hàng giúp mình, và đặt qua đó thì nó vừa tiện vừa nhanh và vừa giá rẻ hơn. Các bạn lưu ý rằng cái này là 470.000 tặng kèm một bát gắn chân gươm, và phụ kiện kèm theo của nó là một cái chân thôi, một cái chân như mình đã giới thiệu vừa nãy, thế thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, và hãy nhớ đăng ký kênh để xem những cái sản phẩm tốt giá rẻ khác bên mình bán. Bên mình thì chỉ bán hàng fake thôi, không 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 bán hàng zin. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.